Chào mọi người, mình là Hino từ Hino Art Materials. Sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu mọi người đến từ thương hiệu giấy thủ công Nhật Bản Awagami. Mình cũng từng làm một video giới thiệu về Awagami hồi năm ngoái rồi. Sản phẩm của hãng đã có mặt tại hơn 50 nước trên thế giới và tụi mình tự hào là shop bán lẻ chính hãng Awagami đầu tiên và duy nhất hiện tại ở thị trường Việt Nam. Có bao nhiêu cuốn sketchbook một năm là đủ nhỉ? Cá nhân mình là một người rất là mê sketchbook, mình có thể vẽ hết khoảng 2 cho tới 3 cuốn sketchbook một năm. Nên là càng mua thì càng thấy không đủ. Mình đã thử rất là nhiều các loại sketchbook khác nhau, gần như là có sản phẩm gì mới hay là mình sẽ muốn thử ngay. Nên nhất định không thể bỏ qua được những cuốn sketchbook dạng vở cực kỳ xinh xắn từ Awagami này. Sketchbook này có form dạng vở nên gọi là sketch notebook, size B5, tức là nhỏ hơn A4 một xíu. Có 5 màu bìa được làm từ giấy gaizo shininbe. Mỗi tập có 32 trang hay còn gọi là 16 tờ, rất là gọn nhẹ. 5 màu bìa có cả tên tiếng Nhật lẫn tiếng Anh bao gồm đỏ matter, akane, xanh moss, koke iro, xanh đen, blue ink, tetsuko iro, vàng nâu olive, yamabato iro, và cuối cùng là màu đỏ tím bô đốc, yokan iro, còn có nghĩa là màu đậu đỏ. Như mọi sản phẩm khác thì Awagami tập sổ này cũng sử dụng giấy washi Nhật, cụ thể là dòng giấy bamboo với thành phần cực kỳ thân thiện với môi trường, bao gồm 70% sợi tre tự nhiên và 30% washi tái chế. Giấy có màu trắng trung tính, mỗi trang đều được bo góc tròn. Giấy sổ là dạng dập ghim, có thể thoải mái mà gập trước sau. Bìa sổ thì hoàn toàn trơn, có thể vẽ hoặc trang trí lên tùy ý bạn. Bìa sau của sổ thì còn có thêm một ngăn để kẹp thêm các tài liệu lẻ nữa, rất là tiện lợi. Thiết kế rất là nhẹ nhàng và trung tính, tập trung vào sự tối giản nên là sẽ phù hợp với bất kỳ độ tuổi, giới tính hay là nghề nghiệp nào. Sản xuất 100% tại xưởng giấy ở Tokushima, Nhật Bản. Định lượng giấy chỉ 110 GSM nhưng mà cảm giác cái giấy giãn rất là nhiều. Được hãng quảng cáo là vẽ được cả chất liệu khô và ướt. Nên là hôm nay Hino sẽ test cho mọi người xem rất là nhiều các chất liệu khác nhau những cuốn sổ xinh xắn này. Video ngày hôm nay được thực hiện với ít nhất là 4 bạn staff khác nhau nên là đảm bảo rất là đầy đủ trải nghiệm cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là chất liệu cơ bản nhất, đó là chì. Ở đây thì bọn mình có test cả chì graphite, Cretacolor và một dòng chì phấn nâu nữa. Một bên là test bút và một bên là vẽ một tấm hình nho nhỏ. Cảm giác về đường nét đầu tiên thì bọn mình cảm thấy chì lên giấy rất là mịn mượt. Vì mặt giấy có một độ nhám nhẹ nên là vô cùng ăn chì, không giống như các loại giấy bề mặt trơn hoàn toàn. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ thử tẩy. Đầu tiên là sử dụng tẩy thường, đó là dòng tẩy monolith của Cretacolor. Thì như bạn thấy thì đây là một loại giấy làm bằng sợi tự nhiên nên là khi tẩy sẽ ra khá là nhiều bột giấy. Chuyển sang tới đất sét thì đỡ bị ra vụn giấy hơn, đỡ sơ mặt giấy hơn. Nên là mình khuyên là chỉ nên dùng tới đất sét trên sổ này. Mặc dù vậy thì theo như mình thấy là nét chì sau khi tẩy sẽ không sạch hoàn toàn. Đây là đặc tính thường thấy của các loại giấy sợi tự nhiên Á Đông, nên là có thể lưu ý khi vẽ không nhấn quá mạnh. Ở đây mình có cây chì HB, vẽ lên thấy nét đã rất là đậm rồi. Chỉ blend bằng tay thôi mà cũng thấy nét blend khá là tốt. Sau đấy thì mình sẽ thử thêm cả than của Holbein. Và blend thì vô cùng là mịn mượt luôn. Nên là bạn lưu ý khi vẽ bằng các chất liệu này xong thì có thể sit fixative để tránh không bị nhòe nhá. Tiếp theo thì mình sẽ test các loại brush pen gốc nước. Ở phần đầu này thì bọn mình sẽ chưa thử cho nước lên trên bút hay lên giấy mà chỉ test khô thôi. Ở đây thì mình chỉ có quẹt thử bút Tombow Dual Brush Pen và Akashiya Sai thì thấy là không hề bị nhòe hay thấm ra đằng sau. Nét bút rất là ok, gãy gọn, êm ái. Mình sẽ lật mặt sau cho bạn xem. Dù là có bị in hình ra đằng sau vì là giấy khá là mỏng, nhưng mà không hề hiện tượng thấm hay là nhòe. Giấy mỏng như vậy thì có chịu được các dòng bút mực khác không nhỉ? Giả sử ở đây mình có cây bút bơm mực Pilot Kakuno, sử dụng mực Pilot chính hãng Iroshizuku. Thì như bạn có thể thấy, nét không nhòe một chút nào. Tiếp theo là cây bút Kuretake MT Pen, hiện tại đang sử dụng mực Fox and Quill. Nét bút hoàn toàn ok nha. Dù là vẽ nét mỏng hay là tô nét đậm. Ở đây thì mình sẽ thử vẽ một bức tranh nho nhỏ bằng hai loại bút trên. Như bạn đã biết thì nhiều khi vẽ rất là khác với việc test nét bút. Khi mà test nét bút thì chúng mình chỉ đi nét bút một lần thôi. Còn khi mà vẽ thì có thể là bọn mình sẽ đi nhiều nét bút trên cùng một khu vực giấy. Nên lúc đó có thể nhìn rất là rõ ràng về khả năng chịu mực của giấy. Cho đến lúc này thì mình thấy khả năng chịu mực của giấy rất là tốt. Nên mình nghĩ rằng loại giấy này có lẽ sẽ chịu được màu nước. Nên là tiếp theo mình sẽ chuyển sang phần được rất là nhiều bạn mong đợi. Mình nghĩ thế, đó là test màu nước trên sổ. Đầu tiên thì mình sẽ thử vẽ khá là ít nước trước này. Và còn thử cả dry stroke luôn. Sau đó thì mình mới thử sang kỹ thuật wet in wet. Mình đang dùng màu Holbein nên là độ loang không cao lắm, nhưng bạn có thể thấy rằng là giấy có thể loang màu được. Mình sẽ thử cho thêm nước lên trên một đường dry stroke trước đó nữa. Phản ứng của giấy thì phải nói là tương đương với các dọc giấy màu nước hay là mix media mỏng tầm 150 GSM, trong khi giấy chỉ có 110. Các loại bút brush hay là bút trang trí, bút line thì rõ ràng có thể vẽ trên giấy rất là thoải mái rồi. Nhìn chung bạn có thể ghi chép hay vẽ vời hay tổng hợp ký họa vô tư không vấn đề gì. Chất liệu mà mình thích dùng nhất trên giấy chính là bút sắt chấm mực. Nét mực lên giấy rất là mềm và đẹp, không hề có hiện tượng bị sơ giấy hay là rách giấy gì hết. Tương tự với các loại dòng bút line đầu dạ, nét bút lên giấy nhìn có hồn hơn rất là nhiều. Ngoài phần giấy đặc trưng thì tất cả mực đen lên trên giấy đều có một cái độ mát rất là đặc biệt, như thế được in chứ không phải là tranh vẽ nữa. Chì màu lên giấy ok luôn nha. Quay lại với test màu nước trên giấy thì bọn mình còn làm thêm một cái test song song cùng loại màu đấy trên giấy màu nước chuyên dụng 300 GSM. Để mọi người hiểu là hai loại giấy thì sẽ có cái reaction khác nhau với màu nước, nhưng mà tông màu lên thì vẫn rất là chuẩn đẹp. Loại dày hơn thì sẽ loang được màu rộng hơn và vẽ ra nhiều lớp hơn thôi. Ok, giờ thì thử tô màu lên hình vẽ này và xem là chúng mình sẽ đắp được mấy lớp màu lên trên giấy này nhé. Tẩy đi nét sketchy nè. Đã nói là nên hạn chế dùng tẩy trên sổ này, nhưng thực ra đã là sketchbook thì cứ vẽ thoải mái chứ nhỉ. Có một đặc điểm chung của tất cả các dòng giấy washi vẽ màu nước mà mình cần phải nhắc với mọi người trước, đó là nước lên trên giấy khá là lâu khô. Nên là giấy không hợp lắm với lại những phương thức đắp lớp màu nước truyền thống, nhất là khi bạn muốn đi tỉa chi tiết nhỏ. Mình khuyên mọi người thử dùng phương cách phân bố đậm nhạt cho tranh chỉ với một lớp màu. Hoặc là nếu mà bạn muốn ký họa nhanh thì có thể sử dụng các loại bút để nhấn nhá chi tiết cho bức tranh có thể hoàn thành nhanh hơn. Giống như bức tranh nhỏ xinh này được thực hiện với cả màu nước, bút mực và bút line. Còn tiêu biểu một chất liệu không thể dùng được trên sketchbook này, đó chính là marker gốc cồn. Ít ra là những loại bọn mình đã sử dụng thì đều có hiện tượng là bị nhòe, thấm, chảy cồn. Ở đây thì bọn mình dùng bút marker của Montmartre, loại vừa có thể dập hình lại vừa có thể vẽ nét. Một điều thú vị chia sẻ thêm là bìa sổ là bằng giấy Shinen B. Thực ra có thể vẽ khá là nhiều các chất liệu khác nhau lên đó. Bạn có thể loang màu gouache hay là vẽ màu acrylic gouache để trang trí sổ. Mình thấy khá là hay. Mình từng vẽ vài lần lên trên loại giấy này rồi mà cảm thấy rất là thích. Chất giấy dày dặn và có thể loang màu, ăn màu khá là tốt. Lên màu rất xinh. Tổng kết là với giá 178k cho một cuốn sổ Awagami Sketch Notebook 32 trang, viết vẽ được nhiều chất liệu khô và ướt với thiết kế nhẹ nhàng, đậm chất Á Đông, sử dụng giấy sợi tre thân thiện với môi trường này và lại còn acid free, không lo ngả vàng như các dòng sketchbook phổ thông thì mình thấy cũng rất là đáng. cô có thể mua tặng bản thân hay là tặng cho bạn bè, người thân hay thầy cô gì cũng rất là nhã, rất có giá trị sưu tập. Trên hết là những cuốn sổ này là vô cùng dễ dùng, ai có thể dùng được chứ không nhất thiết phải dành cho họa sĩ đâu nha. Sổ có sẵn tại Hino cho các bạn qua test thử, có dịp thì nhớ ghé tự mình chơi nha. Tada, đã đến giờ trao giải cho Hino Art Spring Contest, contest mùa xuân mini của tụi mình mới tổ chức hồi cuối tháng 2 cho đến giữa tháng 3. Bạn có thể vào page của Hino để xem các tác phẩm của mọi người gửi về cho Hino nha. Rất là cảm ơn các bạn đã tham gia contest. Dù contest thì rất là nhỏ thôi, nhưng mà phần quà thì chắc là sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Đầu tiên hãy đến với giải nhì trị giá 500k. Giải thưởng này bao gồm một set washi nhuộm màu 40 tờ, một tờ giấy tetsuki handmade tròn và một voucher Hino Art 15%. Đặc biệt là kèm một cuốn sổ Bamboo Sketch Notebook mà bọn mình vừa review trong video vừa rồi. Cuối cùng là set Awagami Editioning Papers bao gồm 10 loại giấy của hãng khổ A4 chia làm 20 tờ, dùng để vẽ các chất liệu khô và in ấn thủ công. Giải thưởng này đã được các bạn Hino Staff vote cho bạn Katkanet. Bức tranh mang màu sắc của nắng ấm mùa xuân rất là xinh xắn này. Tiếp theo là giải nhất trị giá 890k. Phần thưởng đặc sắc nhất trong phần quà này là một cuộn giấy washi in vân hoa anh đào Sakura, là biểu tượng của mùa xuân Nhật Bản. Cuộn giấy dài 9 m và đựng trong hộp bọc giấy gai dầu rất là xinh đẹp. Phần còn lại cũng bao gồm một tờ tetsuki handmade hình tròn, voucher Hino Art 100k, một tập giấy Awagami Editioning Paper 20 tờ và thêm một set giấy washi hakuho chuyên dụng cho vẽ màu nước. Giải nhất này Hino xin trao cho bạn Thương Đinh với bức tranh màu sáp dầu xinh xắn. Bạn còn đang cùng một câu chuyện rất là dễ thương kèm theo nữa, và cả quá trình vẽ step by step. Đây là khi nhận được tranh, mình xem tranh thì rất là vui. Giải thưởng cuối cùng là giveaway trị giá 376k, là một set đo Creative Washi Pack nặng 500g. Đây là sản phẩm mình thích nhất của Awagami cho đến giờ, vì trong set này có quá nhiều các loại giấy của hãng vô cùng là hời, kể cả loại giấy dùng để vẽ hay để trang trí, gấp origami, cắt dán, các thứ đều có. Lượng giấy phải nói là nhiều kinh khủng khiếp, và có những loại giấy bình thường không thể mua được, nên giá trị sưu tập và sử dụng rất là cao. Giải thưởng này thì sẽ được quyết định hoàn toàn bởi may mắn. Tụi mình sẽ chọn ra một con số random và sẽ tìm xem ai là người may mắn đã chọn ra con số gần với con số tụi mình quay được nhất. Hiện tại con số mình đang tìm là con số gần với số 46 nhất. Hình như các bạn chọn số hơi cao. Ok, tìm tiếp. Kéo xuống. Bạn thấy ai chưa nhỉ? Phải xem hết comment thì mới biết là ai mới là người có số gần nhất chứ nhỉ? Ok. Chúc mừng bạn Trần Ngọc với con số 89 là số gần với số 46 mình đã quay được nhất. Bạn cũng có gửi tác phẩm tham gia contest của Hino nữa. Chúc mừng các bạn đã đoạt giải trong contest lần này nhé. Mong là mọi người sẽ có một thời gian vui vẻ khám phá những món quà đặc biệt từ Awagami. Hino rất là mong có tranh feedback của mọi người đó. Mời bạn tham khảo thêm về các sản phẩm của Awagami trên website hay Shopee của Hino Art. Chúc các bạn còn lại may mắn hơn vào contest lần sau, và mong mọi người tiếp tục ủng hộ Hino trong video tiếp theo.